Vâng ạ, xin kính chào toàn thể bà con, cô bác, anh chị bạn đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng với Thiên Đường Ô Tô Cũ trong ngày hôm nay nhé. Vâng, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch. Hôm nay thì em lên sóng cho toàn thể bà con, cô bác, anh chị bạn xem một cái mẫu xe giá rẻ. Đó là một chiếc xe Hyundai Aeon. Con này được nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, sản xuất năm 2012. Đăng ký lăn bánh lần đầu xuống đường là 2014. Được trang bị động cơ máy của nó 0.8, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu bà con nhé. Đấy, trang bị hộp số sàn biển của Hải Phòng nhé. Xe này thì nói chung là tổng thành ngoại thất của xe khá là đẹp. Đấy, một chiếc xe là hoàn toàn sẵn đi. Đấy, với giá tiền chỉ có nhô trăm thôi, bà con cô bác đã có thể sở hữu ngay mình một cái mẫu xe nhập của Hàn nhé bà con nhé, Hyundai Aeon. Đấy, rất là lành và bền. Với tổng thành ngoại thất của xe thì là một chiếc xe cũng hoàn toàn sẵn đi. Sơn xi sạch đẹp trắng bóng nhé, màu vàng chanh. Đấy, biển của Hải Phòng 15A12427. Biển số tiến cũng khá là ok đúng không ạ? Xe này thì là một chiếc xe bản thiếu thôi bà con nhé. Đấy, bản thiếu thôi. Nó trang bị là bộ la răng sắt nguyên bản nhé. Đấy, bộ la răng sắt nguyên bản của xe. Con này thì hai kính trước của nó chỉnh điện, hai kính sau chỉnh cơ. Hệ thống gương thì cũng là chỉnh cơ. Đấy. Nội thất của nó thì được trang bị bằng bộ ghế da màu đen. Đấy. Trần thì được bọc trần da ba d chống nóng bà con nhé. Xe thì cũng chưa có cái gì cả, màn hình cũng chưa, mà la răng cũng chưa. Nói chung là con này thì về bà con có thể là thêm vào một chút tiền để chúng ta độ lên. Đấy. Táp lô táp ly của xe thì khá là đẹp luôn. Đấy, keo chỉ này. Hệ thống keo chỉ bên cánh lái là nguyên bản nhé bà con nhé. Đấy, giá tiền chỉ có trên 100 thôi. Con này thì tiêu thụ nhiên liệu nó chỉ tầm khoảng chưa 5 lít trên 100 cây, 0.8. Rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đấy. Máy 0.8 thì con này chỉ 3 máy thôi bà con nhé. Đấy, trang bị 3 máy thôi. Đấy, rất tiết kiệm nhiên liệu nhưng mà nó nói chung là nó cũng máy nó cũng không được khỏe cho bằng dòng xe 1 chấm hay là 0.2. Nói chung là nó máy 0.8 thì nó cũng cũng khá là yếu máy. Nếu mà ở khu vực bà con mà khu vực đồi núi thì đi con này hơi yếu. Còn nếu mà khu vực đô thị thành phố đi con này cũng khá là hợp lý. Xe thì có dịch vụ nhưng mà con nhé. Đây nó có khoan nhé. Xe có dịch vụ. Đấy, dịch vụ thì em báo dịch vụ luôn. Đấy, còn là gia đình thì em sẽ báo gia đình. Đấy, bà con không phải lăn tăn cái vấn đề mà xe dịch vụ ở gia đình. Bên bán cam kết cho bà con là vấn đề lại đấy như vậy nhá. Dịch vụ thì em sẽ báo dịch vụ luôn. Đấy, hai kính sau chỉnh cơ nhé bà con nhé. Hai kính sau nó chỉnh cơ không phải chỉnh điện. Chúng ta lên điện thì nó lên tầm khoảng mỗi kính nó lên tầm khoảng 2 triệu nữa. Đấy, còn là chỉnh cơ thì chúng ta vẫn có thể chỉnh tay bình thường thôi. Đấy. Đây. Chỉnh rất là mượt mà luôn. Đúng không ạ? Cột kèo xích xi của nó thì cũng là nguyên bản nhé bà con nhé. Đây, cột kèo nó nguyên bản này. Đấy, con này thì nó taxi ấn vàng ra nhé. Đấy, taxi ấn vàng ra bà con nhé. Đó. Dịch vụ ấn vàng ra đấy ạ. Đấy, chứ không phải là xe gia đình đâu. Đấy, nhưng mà được cái là xe rất là cứng luôn. Hầu như là keo chỉ hầu như zin nguyên bản nhé bà con nhé. Con này thì mở cốp thì chúng ta mở bằng chìa khóa nhé. Đấy, cốp của nó thì chung là cũng nó form dáng của nó giống như con i10 23 ấy, i10 form cũ ấy. 21 22 23 ấy. Đấy. Còn là con này thì nó nói chung là nó chỉ khác cái tên thôi. Đấy, Hyundai Aeon. Còn form dáng ngoại hình của nó thì giống con i10 23. Đây. Nói chung là về phần ngoại thất nội thất của xe thì cũng sẵn đi rồi. Đấy, máy gầm chất nha bà con nhé. Con này máy rất là bốc, máy rất là khỏe nhé. 0.8 nhưng con này chắc là mới làm lại máy, rất là khỏe máy luôn. Này, các cánh cửa đóng khá là êm nhé bà con nhé. Đấy ạ, cánh cửa đóng khá là ok luôn. Đó. Chứ không như bà con tưởng tượng là hơn trăm chắc là nó dão lắm rồi. Nhưng mà con này thì theo em cảm nhận là đi được. Đấy, xe cũng khá là cứng cáp. Cột kèo keo chỉ của xe là nguyên bản, máy chất luôn. Đèn đóm sáng nha bà con nhé, hệ thống đèn đóm khá là ok luôn. Đấy, đèn gầm đầy đủ này. Con này đăng kiểm nó đến tháng ấy nhỉ, đến tháng 6 nhé. Đăng kiểm đến tháng 6 ạ. Con này chúng ta, con này là 2012, chúng ta chuyển sang 6 tháng một lần rồi. 2022, 23. Chưa, hết năm nay. Hôm nay nó chuyển sang 6 tháng, 12 năm nó chuyển sang 6 tháng. Đương nhiên là điều hòa cơ rồi bà con nhé. Điều hòa có điều hòa đầy đủ nhưng điều hòa cơ nhé. Đấy, vô lăng này. Đó, máy êm nhé bà con nhé. Con này máy chất đấy ạ. Máy con này chất luôn. Đây, em sẽ mở máy cho bà con xem cái phần máy của xe nhé.
Đây ạ. Vâng. Về phần máy của xe thì đây ạ. Về phần khoang máy của nó thì máy nổ êm luôn bà con nhé. Máy của nó 3 máy thôi nhưng mà máy móc khá là khỏe đấy ạ. Đó. Máy êm ru này. Đấy. Không rung lắc không giật gì cả nhé. Đó. Trên 100 triệu đồng thôi, Hyundai Aeon 2012. Sản xuất 2012 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2014 nhé. Một chiếc xe nhập của Hàn. Rất ok luôn. Đó. Bà con có nhu cầu muốn sở hữu cái mẫu xe này thì alo cho em. Máy nổ êm, khô ráo, sạch sẽ. Máy chất luôn. Đây, không rung lắc gì cả bà con nhé. Máy rất là êm luôn. Tôn vỏ mỏng. Xe này thì màu sơn của nó là màu nguyên bản, nó chưa có đổi màu. Màu vàng gọi như là màu vàng chanh ấy, màu vàng mai linh, à màu vàng én vàng, xin lỗi. Màu én vàng, mai linh là màu xanh cơ. Màu vàng én vàng nên là nó màu nguyên bản cho nên là nếu mà bà con hợp mệnh hợp màu cái mẫu xe này thì có thể là tham khảo nhé. Giá tiền là 155 triệu. Đấy, em bao rất hồ sơ, hỗ trợ vận chuyển. Bà con khu vực mà gần quanh khu vực miền Bắc gần ấy thì bên em sẽ bao vận chuyển luôn nhé. Đấy, bà con có nhu cầu thì alo trực tiếp cho em. Số điện thoại của em là 0394652688 nhé. Điều hòa mát. Điều hòa mát lạnh luôn. Con này thì bà con không phải lăn tăn gì vấn đề điều hòa này. Đấy, số má ngọt ngào nhé bà con nhé. Đấy, số má ngọt luôn. Không có phải lăn tăn gì hết nhé. 5 cấp số này. Trần bọc, trần da, chống nắng đầy đủ rồi. Nội thất ghế da đẹp nhé. Đó. Bà con có thắc mắc gì thì alo trực tiếp cho em nhé. Số điện thoại của em sẽ ghi trên phần tiêu đề. Đấy, rất ơn bà con cô bác đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Thiên Đường ô tô cũ trong thời gian vừa qua. Xin chào và xin hẹn gặp lại mọi người trong những cái mẫu video lần sau nhé.